hướng dẫn cho các bạn cắt layer máy bay. Mời các bạn xem nha. Let's go. Rồi, đầu tiên chúng ta cắt zone số 1, cố định của gáy, cắt một phương pháp lai ngang kẹp tay cắt, bấm bằng ngang các bạn. Phần này chúng ta không cắt layer để cho nặng. Tiếp theo đó chúng ta cắt zone 2, chúng ta chia dọc cắt layer tròn 45 độ, hông song song với đường chia, cắt bằng mũi kéo, tách làm đôi lấy điểm chuẩn, cộng điểm mới, hông xoay theo vòng tròn. Cứ thế chúng ta cắt quanh hộp sọ nha các bạn. Các bạn hãy nhất quán đường cắt và nhất quán góc độ nâng. Chúng ta không được phép nâng 70, 60, nó sẽ tạo cho cái layer không đều và không được sắp lốp đều. Như thế cái tóc của chúng ta sẽ không có được đẹp nha các bạn. Và trong vòng 3 đường kéo, 4 đường kéo, Tăng đã hoàn thành xong phần zone 1 và zone 2. Tiếp theo đó zone 3 và zone 4 hai bên, chúng ta kết nối phần zone 2, cắt tiếp theo luôn các bạn, và nhất quán góc độ nâng. Sau đó chúng ta dành bỏ góc cạnh của thằng bát. Vì sao ạ? Vì khi chúng ta nâng lên thì thằng bát sẽ lú ra và dư. Bên trái với bên phải chúng ta cắt giống nhau nha các bạn. Và đừng quên cắt bỏ cái cạnh góc này ha các bạn. Thường chúng ta sẽ cắt foam trước và layer, chúng ta cắt layer và cắt foam cũng được. Thì Tăng khuyên các bạn nên cắt layer trước, sau đó chúng ta hãy cắt foam thì tóc nó sẽ mềm mại hơn nha. Tiếp theo phần top trên đỉnh đầu, chúng ta cắt từ cái top boy và golden boy, chúng ta cắt dọc. Nếu như chúng ta muốn layer cao, chúng ta đẩy lên 180, chúng ta muốn layer thấp, chúng ta đẩy 75 và 45. Vì bạn khách này không muốn layer cao thì mình cắt từng thấp nha các bạn. Đây là những cái bí quyết rất là quan trọng để giúp chúng ta cắt layer cao và thấp và làm chủ được cái layer ha. Nếu như khách hàng nào mà tóc ít và muốn bung thì chúng ta nên đẩy layer cao lên tí xíu để chúng ta uốn quăng nhiều và bung ha. Còn như chị em mà tóc nhiều dày, chúng ta không được nên cắt cao quá, vì cắt cao quá sẽ làm cho cái tóc bị già đi ha. Và phần ở phía trước chúng ta đẩy về phía trước, chúng ta cắt oval, có nghĩa là phần top trên đỉnh đầu ở phía trước nha các bạn. Và chúng ta cắt oval hình tròn, vì gương mặt của bạn này nhỏ và vuông thì mình sẽ cắt hình tròn để cho gương mặt mở to. Nghe có vẻ vô lý đúng không bạn? Cái mặt của khách hàng là mình phải để nhỏ cho nó đẹp mà tại sao phải to? Không phải như vậy đâu các bạn, mà mình cắt thiết kế form dáng cho nó phù hợp nha các bạn. To ở đây có nghĩa là nó phù hợp chứ không phải là to cái mặt người ta chà bá nha. Các bạn lưu ý nha. Rồi kết nối các oval giống như clip rất là dễ dàng làm đúng không nào? Anh chị em áp dụng theo nhé. Nếu như hiệu quả hãy để lại comment, Tăng sẽ ra những clip chia sẻ cắt tóc tiếp theo cho cả nhà nhé. Và đặc biệt là cái phần nâng lên ha. Cắt tóc thì chúng ta chỉ nhớ nguyên lý cắt line và sau đó cắt layer. Rồi các bạn thấy không ạ? Bên trái bên phải cắt nhau. Và sau khi đã hoàn thành xong, mình khách hàng yêu cầu cho mình cắt mái thì mình cắt mái khối vuông. Thì khối vuông chia rất đơn giản từ đỉnh cao chân mày. Đó là front side point và chúng ta kết nối là phần center point, center top boy các bạn. Thì nếu như anh chị em nào mà chưa có hiểu sâu về cái top boy và boy rồi center boy, golden boy rồi đó thì chúng ta có thể tìm hiểu ha. Chúng ta tìm hiểu rất là dễ dàng, chúng ta chỉ cần bấm lên Google hoặc là những cái cuốn giáo án sẽ có nghe các bạn. Các điểm trên hộp sọ là chúng ta sẽ tìm thấy. Rồi sau khi hoàn thành cái máy này Tăng cắt khối vuông và oval. Và đây là kết quả. Chúc các bạn thành công nhé. Nếu như các bạn áp dụng thành công và đẹp, hãy nhớ để lại comment bình luận để Tăng sẽ ra nhiều video clip nữa nhé. Các bạn còn yếu về cắt tóc, về kỹ thuật cắt bài nào thì có thể để lại comment bình luận nhé. Tăng sẽ ra nhiều video clip hơn nữa để cho các bạn giao lưu và học hỏi nhé. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhé. Và đừng quên đăng ký kênh theo dõi của Tăng nha. Và đây là kết quả. Đây là mái tóc rất là thịnh hành ha các bạn. Bạn trẻ rất là ưa chuộng. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà nha.